Vào chiều ngày 13 tháng 1, tại phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã xảy ra một vụ cháy 2 tàu cá và 3 căn nhà. Khoảng 15 giờ 30 phút, ngọn lửa bùng phát từ chiếc tàu cá mang số hiệu KG1948TS do ông Lưu Văn Hầu làm chủ đang neo đậu để sừng sữa. Vụ cháy đã làm thiệt hại gần như hoàn toàn chiếc tàu cá này và cháy lan sang chiếc tàu khác đang đậu bên cạnh, gây thiệt hại hết một phần cabin và thân tàu. Ngọn lửa bùng phát dữ dội cũng khiến 3 căn nhà gần 2 chiếc tàu cũng bị cháy lan, làm thiệt hại gần như hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã huy động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Ước tính vụ hỏa hoạn gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.